Sáng ngày 15 tháng 1 tại phường Phương Nam, nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ xí nghiệp cơ khí Quang Trung cùng Ủy ban nhân dân phường Phương Nam tiến hành các công đoạn để hợp long cầu Cầm Hồng. Để phục vụ hợp long cầu an toàn, các đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại hai khu vực đầu cầu, lòng sông. Cầu Cầm Hồng nối giữa hai khu Đá Bạc và Cầm Hồng, phường Phương Nam, có chiều dài 43m, rộng 4,5m, tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ xí nghiệp cơ khí Quang Trung hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, đồng thời đảm nhận phần thiết kế và thi công dự án. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 1 tỷ đồng. Cầu được thiết kế hàn liền các khúc dầm cầu, giúp giảm độ cong, tăng độ bền cho cầu. Đến nay, công trình đã thực hiện được 90% khối lượng công việc. Cụ thể đã hoàn thành phần kết cấu và phần móng cầu. Tới đây, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp ghép và đổ bê tông mặt cầu. Dự kiến công trình sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2018. Trước đây, việc đi lại giữa hai khu Cầm Hồng và Đá Bạc, người dân chủ yếu sử dụng cầu máng nước thủy lợi cũ đã xuống cấp. Cầu Cầm Hồng hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho giao thông của người dân, mà còn phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu thụ quả vải chín sớm Phương Nam, một đặc sản địa phương.